Hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình, Family Crane đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video cực kỳ đặc biệt ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên đã lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha. Như các bạn có thể đang thấy là ngày hôm nay chúng ta đang đến với một cái vlog. Gì mai chơi gì em muốn cất rồi vậy? Đừng có làm như vậy, người bình thường không làm như thế đâu. Kỳ lắm. Mất mặt quá không? Mất mặt thật sự luôn đấy. Mày làm mình mất mặt quá. Nhớ là chị không bao giờ làm thế đâu nhá. Tính chị. Tính nữa chị nha, cái này tính nữa. Ok. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình đã rủ cả Mui, Simi, Sammy và Phong Cận tới đây để có thể tham gia thử thách này của mình. Và thử thách của chúng ta được mang tên đó chính là thử thách ăn đồ ăn. Đồ ăn màu. Tất cả các màu của Herotin. Ý của tôi là vậy đó. Cái ý của tôi là vậy đó. Không biết quên đâu. Trong team mình có ai có màu này hả? Đấy là màu vàng, coi như màu đen đi. Nó màu đen á. Sô-cô-la đen á. Ngày hôm nay á là mình đang, các bạn có thể thấy là mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn ở trên đây. Và toàn bộ những cái món đồ ăn ở trên đây á đều có 8 màu của những thành viên Hero Team luôn nha các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cùng xem coi là liệu đồ ăn của các thành viên Hero Team màu nào sẽ là ngon nhất, thì các bạn đừng quên là để lại bình luận chấm điểm bên dưới luôn nha. Đầu tiên thì bây giờ mọi người muốn ăn màu nào trước nè? Ăn nước nóng thôi ạ. Chị thấy ở đây có mì á, mà cần đun nước nóng, em đun chưa ạ? Đúng rồi, nó có nước nóng rồi. Bây giờ từ từ đi. Nhưng mà mình ăn mấy cái màu mà nó nhẹ nhàng chứ đi, cái màu đỏ em thấy nó hơi hắc quá. Để cuối, để cuối. Màu đỏ nó hơi hắc quá. Bây giờ mọi người muốn ăn màu nào đầu tiên nè? Màu hả? Muối màu nào? Muối thì bây giờ tôi không nhìn theo màu. Tôi nhìn theo món nào tôi muốn ăn đầu tiên. Tôi thấy cái này có màu tím nè. Màu ruby hả? Màu ruby hả? Màu tím. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn màu tím trước nha các bạn. Let's go. Ăn màu chi hả? Màu chi hả? Xin giới thiệu các bạn, đây đầu tiên là chúng ta sẽ đến với màu của ruby đầu tiên nha. Đó chính là màu tím. Mui là Mui giếm cái này đầu tiên đó hả? Mỗi người chọn một cái món và tự ăn của mình nha. Ủa kìa, vậy ăn chung với ai cho tự ăn. Chị ăn nha, chị ăn cho mập thay thôi nha. Mình mập lắm rồi đó Mui. Thôi chia sẻ đi. Thôi thôi, để quên mất, để cho chủ sữa bóp chứ nhà sao mình bóp. Ok, muốn thì nói nha đúng không? Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ có bánh mochi nha. Đâu để coi, ăn cái bánh này vô là tăng 2kg. Dạ, nhưng mà không sao, hôm nay mình làm clip mà. Ai thích mochi không? Chứ sao không thích mọi người. Đầu tôi tiên. Là tôi thích cái gì đó mấy mềm mềm á. Bốn miếng luôn. Trời ơi Phong ơi, ở đây ê, có 4 miếng. Ê, có 5 người mà 4 miếng là sao ta? Đây. Tôi không thích ăn. Ồ, sao mới ăn hả? Xin không muốn ăn bánh mochi không? Hai chị em mình giống nhau đúng không? Chính xác. Vậy anh em mình ăn hết. Ăn luôn nha. Mỗi người 2 miếng còn để cho cai nhịn nha mọi người. Đây. Cai mùi với Phong. Đây xin mời chị, đây rồi, mình sẽ mời người điểm lớn tuổi trước nha. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Em ơi nói chị già nhất. Đây, mời Phong Cận TV. Ờ. Sao mà không? Không ăn đúng không? Thôi hoặc là chia nửa cho Sim đi, ăn thử đi. Ăn thử đi cho nó biết. Thật ra là ở đây á là chúng ta có rất là nhiều đồ ăn các bạn. Nếu mà mình tính sơ sơ chắc nó cũng khoảng 30 mấy món đồ ăn lận. Cay cay người thì em mùi gì nè? Nhìn nước ngoài cái vỏ biết là nho rồi. Không biết đâu. Không, em biết. Em ăn em biết mà. À biết hả? À? Đi à. Chị tưởng lần trước em bảo là nha đam. Nha đam nào? Làm gì có nha đam nào? Mình trước là video của Sim á. Em bảo mình là bị nha đam đó. Nhớ hả? Mình biết là không nên bỏ mứa đồ ăn, cho nên là mình không phải mình bỏ mứa nha, mình để đây để mình ăn tiếp, giờ mình ăn đúng khác. Ờ đúng, mình ăn thôi, mình chỉ ăn một chút xíu thôi nha các bạn ơi. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến với món ăn màu tím. Cái bánh này hả? Cái này là ôi, gì đây? Cái này đi, cái này đi. Được. Sô-cô-la đúng không? Sô-cô-la đúng không? Ồ, thích sô-cô-la. Không biết là hôm bữa là Valentine là các bạn có được nhận sô-cô-la từ ai không ta? Trời ơi, chứ mình là mình không có được nhận sô-cô-la, hoặc là mình cũng không tặng Simi sô-cô-la. Đau lòng quá cái ơi. Biết sao không? Tại Valentine là con gái tặng con trai chứ. Đúng rồi, 14 mấy ngày là con gái nhưng tặng con trai. Nhưng mà tôi có cái hoa hoa gì đẹp đẹp mà hoa hồng mà nhiều nhiều đó. Con gái Sim á. Sao bữa đó sao bữa em tặng Sam cái bông hoa nhỏ xíu mà không biết Sam buồn không? Không buồn đâu, Sam chỉ buồn nhiều thôi ạ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử nha. Cái xe tải hoa cho Sam luôn. Thì thôi trời, ông định làm gì, tôi là công chúa của rừng hay gì. Ờ đây đây được rồi. Ê cái này mình ăn mỗi một miếng được, tại vì nó có chút xíu nè. Mẹ ơi, Phong ơi đừng có cạp hết nha. Từ đây, bẻ từng... đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử sô-cô-la màu tím như thế nào nha. Thật ra mấy bạn là mình bị một cái răng sâu. Nhưng mà bây giờ ăn sô-cô-la mình sợ đau quá. Thôi cố quay thôi chứ. Mình ép mình hả? Bạn nói như mình ép mình vậy. Đúng rồi. Ok. Đối với những cái sô-cô-la mà hồi trước giờ mình từng ăn thì mình thấy cái này cũng ngon. Ngon okay. Hơn những nó cái ngọt, mà mình ăn. Nhưng mà nó không bị ngọt, gắt. Mà nó kiểu nó ngọt, dịu dịu á. Nó thơm nữa. Và tiếp theo nữa, chúng ta sẽ đến với
nước đi. Bây giờ mọi người thích nước nào nào? Đây nước bây giờ lẽ một bịch nước mà mấy người uống chung. Thôi nước này thì mình xin phép là nhường hội chị em nha các bạn ơi. Yeah. Mình là mình con trai mà không thích có. Thôi các bạn. Đó thì muốn tiếp nè. Mình cũng uống được đúng không? Nó là nước có ga cay ơi. Ờ nó nước có ga mà. Nhưng mà cái nước này là nước thạch nè, cái nước này đúng ngon luôn á, nó cũng là vị nho. Em ghét nho, chị xưa cô ta nó ngọt quá. À không nhầm, nãy nó ngọt chịu, giờ chưa ngọt quá. Tại vì ăn nhiều quá, bạn ăn nhiều quá mới ngọt á. Uống đi. Uống đi, mình bạn đang cầm mình lên là mình nhìn á. Bốn người đang nhìn chăm chăm em á. Để nhai hết xưa quá. Không chưa? Thì mình cố gắng nuốt hết. Em đợi ông ăn hết, hết tiếp luôn. Nuốt đi, nuốt đi. Nuốt đi. So yummy. Ok, và cuối cùng của đồ ăn màu tím đó chính là bánh quy các bạn ơi. Bánh này có cái xúc dẻo phô mai hả? Nhìn là thấy ngon đó nha. Nè, trong quảng cáo người ta bẻ ra xong ta ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Mặn mặn ngọt ngọt. Ừ, cái bánh này ngon nha. Chưa ngon luôn. Tí cho mình đem về nha. Ôi, từ từ em. Gì em, coi đấy phải chia bốn người cái hay không? Mời, làm gì lúc quá trời luôn á. Ok, hồi nãy giờ là bọn mình cũng đã thử qua tất cả đồ ăn màu tím rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màu tiếp theo nha, let's go. Tiếp theo đó chính là màu xanh lá nha các bạn ơi. Ui, ơi. Nhìn cái này hấp dẫn nè. Cái nước uống hạt chia đấy ngon lắm nha. Ôi, nhìn hấp dẫn nè. Cái này nhìn nó lạ lạ, mình thích cái này nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ có bánh gì đây? Lại là sô-cô-la nữa hả? Không, sô-cô-la không? Ui, tôi ăn đúng một cái mochi thì tôi nghe cái luôn. Cái bánh này vị rong biển này, bánh này vị rong biển. Ờ, bánh này ngon hơn nè. Phải nói là bánh này đắt tiền này mình uống. Cái này đắt tiền hả? Chắc chắn rồi, bánh này là của nước ngoài, đây là chắc chắn là đắt luôn, không thể là... Mình thì mình cũng muốn thử rong biển đó, nên là mình sẽ thử. Như Việt Nam mình được là sao? Là chị ý chị nói đồ ăn Việt Nam không ngon bằng không, hả? Không phải là không ngon bằng, mà nó sẽ đắt hơn Việt Nam. Tức là đắt một cái giá trị, là giá trị tiền thôi chứ nói. Ăn thử rồi, thử rồi. Nhưng mà nếu mà cái này mà mặn hơn một chút xíu nữa thì mình nghĩ là sẽ hợp với mình hơn. Mặn hơn chứ, ngọt hơn. Ở bên Hàn người ta hay cho cái vị ngọt như thế này. Đúng hả? Ăn rất thơm. Họ hay ăn ngọt hơn. Đúng là review food. Đúng là cá mui ăn nhăn nhăn. Cá mui ăn nhăn nhăn. TikTok của cá mui bên dưới phần mô tả cho. Cảm ơn nữa, cảm ơn. Tiếp theo nữa đó chính là Nước đây, nước đi, ngọt nước nha. Nước kiwi. Trời ơi. Kiwi. Em thấy mùi nãy giờ chuyên môn với cái này lắm nè. Em là em không cần biết nước gì, có hạt chia là biết nó ngon. Ủa thật hả? Hạt chia là số 1 các bạn ơi. Mà trên cơ bản là hạt chia lại tốt cho sức khỏe nữa. Ở Việt Nam bọn em gọi đó là hạt é. Ờ hạt é. Thôi để em mở cho. Vậy cũng mở được. Để răng cắn không? Đúng rồi. Để răng. cho xin miếng bánh, cho xin miếng bánh rồi. Cho miếng bánh để lấy sức. Thằng không không mở được, đây là mới cần mình sức vậy. Ngon quá nhở. Ok, đây là nước hạt chia, nước kiwi. Bây giờ mời hội chị em trước à. Mời chị em trước. Lady first. Thôi màu xanh cho, màu xanh luôn trước đi. Ra là mình làm video này nhưng mà mình cũng không rành lắm về đồ ăn á. Tự nhiên có chuyên gia ẩm thực ngồi kế bên thì cũng được. Ngon hả? Ủa, tôi xin sao trước đi. Tôi biết tôi ngon, tại vì tôi không có biết chưa uống này nhiều thử nha. Simi chơi đồ ăn cay mua kìa, tay không thèm. Nó dở á? Dở hả? Đâu để mình thử với. Ôi lừa đó. Wow. Nó sẽ là như thế này, đây là cái vị của nó là đúng, nhưng mà phải là những người nào thích cái vị này thì người ta mới uống được, chứ còn chứ còn những người khác là sẽ uống nó sẽ cái này lại cái này đối với mình thôi nha. Đúng rồi, đối với cái điểm cộng duy nhất thôi chính là có hạt chia thôi, chứ mình không thích cái vị này cho lắm. Cỏi bạn nào thích cái này nhá. Sim vào đây ủa sâu giống vị cỏi. Ủa lá rồi đó. Vậy là Sim ăn cỏ rồi hả? Xin là gấu tuyết hay xin là con bò. Hay là con chốt vậy. Thôi mình nhìn cái cái chai này mình cứ tưởng đâu là nó ngon lắm, nhưng mà với mình thôi nha, với mình thì nó không hợp lắm. Các bạn nhớ là với bọn mình thôi. Với nha. Bọn mình thôi nha. Rồi bây giờ đến cái gì đó màu xanh này, cái thích nào cây nhắm cái nhắm cái này đúng không, cái thích bánh này đúng không? Đúng rồi, em nhắm cái này nãy giờ. Không, chị không thích, chị thích ăn bên này. Đây là bánh quế. Ôi tôi nhìn cái bánh này các bạn, mình nhớ đến tuổi thơ của mình.
ngày xưa lúc mà bà ngoại của mình còn nhỏ, bà ngoại mình rất là hay mua bánh này cho mình ăn. Nhà ngoại mình đó nha là có nguyên một kho tàng bánh này luôn á. Bà ngoại mình có một cái tủ tàng đựng bánh này thôi, mà bánh sô cô la đó. Ngoại mình thương bọn mình lắm. Mình nghĩ rằng là đây là cái bánh mà hầu như là tuổi thơ của rất là nhiều bạn, kể cả mình cũng vậy nữa. Thằng nhỏ mình rất là hay ăn. Mình thích sô cô la hơn. Nè, có không thể hiện nè, có không thể hiện nè. Đâu. Ghê. Đúng rồi. Ném gì vậy sợ? Sam, ném vào đi, ném đi. Ném. Vậy ném gì ai không đâu? Yeah. Mười điểm. Ok. Mình nghĩ là nhiêu đây cũng đã đủ rồi. Đến với màu tiếp theo rồi. Let's go. Ok các bạn ơi, và màu tiếp theo nữa của chúng ta đó chính là màu đen và màu xám. Ra là lý do mà mình gộp hai màu này lại là bởi vì màu xám dùng nhau, ít ai dùng, ít đồ ăn rồi. Cũng hơi ít đồ ăn, với cả là thực ra là hai màu này nó cũng xem nhau ấy, cho nên là chúng ta đang có màu đen và màu xám trên đây. Blackpink, trời ơi mình là fan của Blackpink. Có nhiều người họ mua cái này về để họ sưu tầm á, chứ họ không ăn đâu, càng phiếu à, không được ăn, để sưu tầm chứ đồ quý mà. Mình ăn bánh ở trong, xong rồi mình cái vỏ mình rửa sạch, xong rồi mình đem ép lại. Ở trong cái màu đen này á, màu đen với màu xám này á, mình nghĩ cái món mà mình thích nhất á, đó chính là mỗi người hợp thua bò nướng các bạn ơi. Đầu tiên chúng ta sẽ thôi mở hai hộp, mở hết đi cũng được, không sao đâu. Anh mình trời ơi, cái miếng thua bò bé tí tẹo à. Ủa sao cái hộp nó to vậy? Ủa nó còn lát vậy? Ôi không sao cứ ăn đi. Giờ thả thính nha. Gọi cây ron là con bò bởi vì Phong thích ăn thịt bò. Hay không nè? Hay lắm rồi à. Hay. Bạn nào mà thấy coi hết của Phong hay thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Tiền xăng thì lên giá, mẹ thì cần con dâu. Nhưng trời ơi, lại bắt đầu hay quá, để phi bò đấy cơ. Ngon mà. Cái bát kháng này thật ra là mình không ăn nó nhiều lắm. Ê, có khi nào cái này không phải bò không? Không, có bà vẫn nói với bà vẫn thế là bò, nhưng mà kiểu ra cái gia vị của nó giống thôi. Ngon, nhưng mà ăn ngon mà. Mọi người để ý không, là lúc mà chúng ta nhai phô bò nó ít nói chuyện lắm, nhưng mà yên nhai. Tại vì nó dài quá à. Ok, món này là mình chấm 10 nè. Và tiếp theo nữa, không thấy nào mà thiếu đấy. Bạn Blackpink. Fan Blackpink đâu, giơ tay nào. Bạn nào fan Blackpink nào. Xé phải nhẹ nhàng để giữ lại cái thôi mình mở ra luôn. Giữ lại cái vỏ cho cay á, để cay. Em xin bán 1 điểm thì khéo tay nha em. Nè, sao mà. Ủa cái bánh này bị bởi à, thôi để càng đi. Càng đi. Không sao, mình đang là để mình trải nghiệm mà. Cho xem ăn. Nè cái bánh này đẹp nhất mà. Cho xem biết nào. Quên, lộn. Sao, ok, em chịu ở đâu. Ủa xem ăn hả? À bé đâu vậy? Ủa thì đâu. Xem với Sam ăn ít lắm mấy bạn ạ. Nè cũng mua nè. Cảm ơn nha, thời cây yêu quý của chị. Của Phong còn lại nguyên bịch. Sao cái gì mà? Nãy giờ mình thấy bạn yếm hơi nhiều rồi. Không, mình giỡn. Giỡn thì không? Nói thiệt. Ở vậy là bên trong hình như là bị dâu đúng không mọi người? Ồ, bị dâu. À, người ăn không biết chấm sữa. Ờ lần không mình không có sữa. Liếm kem ăn luôn khỏi chấm sữa. Không mày nhầy quá. Ngon quá. Ngon mà. Ôi, từ bạn nhau ơi. Blackpink. Biết. Ghê không em? Sao mày cấp cứu trong thời gian mà chúng ta đợi Phong đơ thì chúng ta cùng nhau đến với món này đi. Từ trong biển. Yeah. Chúng ta đến với con biển nha. Đấy. Ồ, cái món con biển này là một cái món mà thực sự mình rất là thích luôn á, tại vì nó dễ ăn các bạn à. Nó ngon, và nó rất là ngon. Phong có muốn ăn bánh Oreo trộn với con biển không? À bữa nay đơ hả? Thôi kệ. Ăn thôi. Có. Tại sao lại có một loại bánh siêu phẩm như thế này hả? Bây giờ mình đã hết lát hả? Lấy bị lát quá. Và nó thơm quá, em thở, em phải cố gắng hít thở cái mùi bánh của nó. Ngon quá à. Wow, rong biển này thì hỏi phải nói nữa bạn ơi, 10 điểm thực sự. Ok. Mình không thích ăn biển. Ủa thật hả? Thiệt, không, mình không thích rong biển là gì, là mình là một cái người phải nói là mình khá là hảo ngọt, mình thích ăn ngọt. Nên là rong biển á thì nó ăn nó hơi bị mặn quá, cho nên mình không thích cái rong biển này hơi mặn một chút xíu. Tôi nghĩ đây là cay, trước khi mình ăn mì cay á mình khui lon nước trước đi, tí nữa mình ăn xong uống. Ê được á, cái nước này hơi bị nổi tiếng luôn các bạn. Nước quái vật. Nước này hồi xưa tôi đi học tôi thấy bán ở ngoài trường rất là nhiều, bán ở trong mấy cái kiểu siêu thị tiện lợi á. Nhưng mà thật ra là các bạn có biết được cái lon nước này bao nhiêu tiền không? 30.000.
đâu. Trời ơi, siêu mắc luôn á. Có một cái này rất là buồn cười. Ngày xưa á, Phong coi người ta quảng cáo á, cái nước này nè, xong có cái vàng PC nữa. Thì ra là mua vàng PC được tặng nước, mà mình tưởng mua lon nước được tặng vàng PC. ai tốt như vậy không? Không biết. Ok, đến với lon nước. Này, chị uống rồi, nó không ngon lắm. Hồi đó chị uống. Chị trong đó cái nước này nó màu gì á? Màu xanh đó chị. Màu xanh nó cay chị. Màu xanh nó cay á. Chị biết chị, biết nó con quái vật mà nó được bực bơm hóa chất vô người không? Ok, à. Không đơn giản mà cái nước này tên là Monster đâu. Nó nhỡ như quái vật vậy hả? Rồi mua sắp biến thành quái vật rồi. Rồi mua biến thành hút rồi. No. Tự nhiên tí nữa mua rồng lên. Ua, nó to lên. Thì cái tí được thấy mua không to là chắc xỉu luôn á. Ok, nước này cũng ngon nha. Cũng không điểm nữa nào. Mua ngon á. Thử lại. Thử. Đây là lần thứ hai trong đời mua cái nước này. Như cái bây giờ mình uống lại nó ngon. Tại vì cái nước này mỗi một màu nó có một vị thì bạn, nếu chị không nhầm. Đúng rồi. Ồ, đúng là nó cũng như bò hút này các bạn ơi. Nhưng mà cái này thì mình thấy nó hơi ngọt hơn bò hút một chút xíu nữa. Không thử miếng coi. Tính ra là đây là Phong biết uống cái này chưa ta? Nhưng mà tại vì trước giờ Phong chưa thấy cái lon này ở ngoài đời bao giờ thì uống á. Ủa? Ủa hả? Có hình như mình có đi siêu thị mình có thấy à chắc nhưng, là mình thấy nhưng mà ý là chưa bao giờ tận tay mua và uống trải nghiệm nữa đúng không? Nó hơi lạ ha. Nó hơi lạ so với những cái loại nước ngọt bình thường một chút xíu. Ôi cảm giác khi mà uống vô kiểu bên trong miệng mà nó sôi ra lên, nó kiểu như là mình được tiêm hóa chất quái vật vô người. Gọi chú biết quái vật đó hả? Nóng này. Ơi bà con thấy gì nơi mì cây xa giá. Trời ơi cái mì ngon này quá. Là siêu ngon. Ngon đó. Rất ngon. Rất ngon. Rồi cái gì nữa? Mấy cà cây hả không mấy cây? Gì vậy trời? Cái gì vậy? Trời em. Chết đó trời ơi. Mọi người sợ mì này hả? Phong nói gì? Phong có một cái bí mật. Phong có một cái này bật mí cho bạn biết nè. Đó chính là Phong là người ăn cây nhiều nhất theo team luôn. Cam kết luôn. Ai dám ăn cây của Phong? Rồi bây giờ ai muốn là người thử nghiệm đầu tiên nhá? Rồi anh em ăn trước đi. Anh em thử trước đi. Cái này mấy trăm ba mấy cái này cũng dễ thôi đó mà. Đây mình sẽ làm một sợi thôi. Ăn thử sợi. Ăn gì ăn sợi hả? Ăn sợi thôi. Ăn sợi còn nhiều mì lắm phải. Bỏ khô bò vô. Thôi ăn. Trời ơi nó ngon. Trời ngon các bạn ơi. Thôi anh em ăn đi. Để coi cho cảm nhận vị coi thánh ăn cay rồi. Ăn không ăn thử nguyên gốc. Wow. Ngon quá đó. Tưởng không, phải quá. Chừa lại cho chị em chứ. Không, vẫn còn chị em còn. Ăn. Ăn đi, ăn đi. Mình thích mì này lắm bạn, mình ăn nhiều nhiều xíu nha mấy bạn. Mấy bạn đừng bảo là mình kiểu gọi là ham ăn hay gì nha, mình thích thôi. Ăn đi, ăn thử đi. Wow. Đã quá vậy. Cay nha. Ủa. Không cay đâu Phong. Chị ơi. Thôi. Em cay vô coi chị. Đi muốn thử không? Em muốn thử không? Được. Một cọng. Cho em. Thế cho Sam cái này. Đúng rồi. Đây đưa cho Sam đút đi, đưa Sam đút. Thôi chắc rơi chỗ cam mùi, thôi cả để cam mùi ăn rồi. Được 3 giây. Lật 3 giây. Hai ông chị. Ngon quá. Ngon quá. Rất ngon á. Có khăn giấy không? Rất ngon. Đây khăn giấy đây. Tặng cho thùng nước. Phéo. Không, nhiều khi ăn mì cây nó ấm bụng á Sim. Đúng rồi. Nhìn mặt Sim kìa, bất ổn thật sự luôn á. Ngon. Ngon mà. Ok, nói chung là trong cái đồ màu đen này á, là mình thấy mì với cả là bò là ngon nhất. Và bây giờ, đến với món tiếp theo rồi, let's go. Ok, các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cái màu tiếp theo, đó chính là màu của Simi và Phong Cận. Yes, sure. Cay lắm hả chị? Không cay, cay ngon, cay ngon. Ngon à? Ngon. Ok, ở đây của chúng ta là có rất là nhiều món, ví dụ như là bánh que nè. Và ui, cái nước này lạ nha. Đây. Ô, cái này lạ nè. Tôi sẽ ăn cái này hả? Đó. Mình thì mình sẽ ăn cái này. Sao? Gì vậy? Mình làm ảo giác thôi. Cay dữ lắm. Vẫn còn cay hả? Cà phê ở trong cái màu xanh xíu này chị tưởng nó là nước chứ. Này cà phê à? Chị vui ơi, kẹo sữa nè, kẹo này ăn đỡ cay. Ơi cái này ngon, cái này ngon. Kẹo sữa được làm từ sữa. Cái này tuổi thơ luôn á. Đây, không, lý do mà bởi vì sao mà mình gộp hai màu này lại á thì các bạn nhìn nè, đây là màu của Sim nè, còn đây là màu của Phong nè, đó nó khác nhau có chút xíu rồi các bạn ơi. Đó, màu này là màu của Phong Cận nè, cho nên là tôi quyết định là sẽ gộp hai cái thứ này lại luôn. Chị nghe theo.
gì vậy Phong? Cái gì vậy Phong? Không biết hả? Ủa chị giờ em thích chocolate rồi. Mới làm gì? Gì vậy? Ngon. Ngon. À, kẹo ngon mà, ok. Cái này chúng ta sẽ đựng đứa cá. Ê, cái này là cá hồi nãy. Ê, thích cá ngon nha. Chắc cả Camui rất là thích ăn cái này. Nhưng mà Camui thích cái vị màu đỏ hơn, nó vị nó cay hơn rất là nhiều. Ừ. Tại á. Tại mình cầm như cái gì á. Mình lỡ mà dụi mắt. Không, nó hơi khe khe thôi, chứ nếu mà nó cay quá chết luôn á. Cái chả cái bánh mì nó cay lắm luôn á. Hồi nãy là Phong lỡ dụi mắt vào trong mắt các bạn ơi, trong khi là trên tay á nó còn hơi cay. Sốt sốt cay của mì. Cũng may là em lâu rồi đó. Nguyên cả rồi không ơi, ngay của bà cá nè, cá. Cá hả? Nó không miếng rồi. Ủa? Nó đùi gà mà ba sao? Em tưởng cá. Tôi không miếng đi. Cái này là bánh hình đùi gà á. À, ăn thử miếng không? Miếng ơi. Cái này ngon hơn. Ừ. Miếng nữa được không? Gì kì vậy? Ừ, đó. Cái nữa mà. Đã hình có một cái à. Rồi cái snack này ăn lại à. Cà phê. Ơ, cái này là cà phê á mọi người, cái này cà phê á, không ngờ đây là cà phê luôn á. Tôi không mới thuốc cà phê đâu, tôi thử. Lúc đầu cứ tưởng nó là nước ngọt. Mình cứ tưởng nó là nước ngọt không á. Nước ngọt, à, cà phê ít đường nha. Nó cà phê ít đường á, không phải nhiều đường đâu. Không, nhưng mà em thấy nó cũng không có đậm vị cà phê lắm. Em không hiểu sao nhưng mà ở nhà của ba em hay là ông ngoại hay ông nội em á, uống cà phê á là uống kiểu uống đắng ghét luôn á. Kiểu cà phê pha phải thử cái đắng. Cà phê đen. Ừ. Đắng rồi là đắng luôn. Hồi xưa mình cũng có một lần thử uống cà phê đen á bạn. Lúc mà mình chưa ăn sáng á. Sau đó là cả ngày luôn. Ngủ phê luôn. Tự nhiên cái cả ngày của mình á, nó cứ kiểu gung vậy nè bạn. Người mà nó cứ gung vậy. Nếu mà không ăn gì thì mà uống như thế sẽ bị say cà phê. Đúng. Khoai tây lét. Ở đây là chúng ta có một cái nước. Cái nước này vị lạ lắm, mọi người uống thử đi. Bán luôn á. Vị gì á? Vị này là vị Việt Quốc. Việt Quốc nè. Bánh khoai tây được làm từ khoai tây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy mà ăn có miếng mì rồi xin thở dưới xin. Dư dấn của mì lây qua tới tận bây giờ đây, luôn mọi người. Chỉ là cái này cách ăn ngon hơn nè. Lấy một bịch bento xong đầu á kẹp thêm miếng khoai này vô. Chơi mít luôn. Ăn được hả? Thiệt, ngon hơn á. Đơn xong miếng coi, nắm một chị miếng coi. Cái đó không có bị gì đâu, em nói vậy thôi. Ê, nhưng mà cái màu xanh này á thì mình ăn thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn nha. Như là mình ăn vặt vậy đó các bạn, còn màu đỏ lộn cái màu đen hồi nãy á. Ác quá. Ác quá. Ok, nói chung là cũng khá là ok á. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến với màu của Mr. Jet. Let's go. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với màu của anh Dịch nha các bạn ơi. Đó chính là màu đen. Trời, cái màu này nó hấp dẫn. Trời ơi. Bạn ngày lại bạn lúc nãy dùng cái màu tím nè. Biết sao màu này hấp dẫn không? Sao vậy? Tại nó là màu của phô mai. Khoan đã. Hồi nãy giờ á là mình ở đây mình nhắm cái hộp này nè. Để mở coi coi. Bắp. U. Cái này là bắp mọi người ơi. Bắp hả? Ao từ ăn hộp này trước đi. Nào. Em sao chị thấy bốc sẵn rồi vậy? Em không biết bốc sẵn rồi, sao biết nha. Là cái bốc trước rồi á. Ôi cái bánh này nhìn có vẻ đậm nha, đậm sốt nè. Đây nè, đó từ từ nè, cho các bạn nhìn nè. Ui, đó. Ngon nha. Vị caramel. Caramel rất là đậm, thơm. Chỉ là không được nóng như là caramel của đặc chiếu phim thôi chứ ăn nó vẫn là thơm nha. Ê mà đặc biệt á là mình ăn mà mình trên một cái như thế này nè. Ừ, trên phim nữa kiểu ăn. Mình lại cảm giác thích hơn á các bạn. Nó thú vị hơn á. Ê, xong rồi bây giờ mình đem hấp lẩu với sống thì nó có nóng lên không? Có chứ. Có chứ. Chị định đi hấp thiệt hả? Chị có ý định đi hấp chị có trộn với cơm ăn không? có thể cũng được á. Ê, cái món này thì rất là ngon rồi, mình không nói đi. Nhưng mà cái này là, mọi người nhìn nè. Khoan từ, tôi tâm sự một tí về cái bánh này đi. Bánh này là cái bánh ngày xưa ngoại của tôi nhiều thì ngoại của tôi mua tôi ăn nhiều nhất. Tôi ăn cái nỗi tôi mập như con heo. Nhưng mà bởi vì là ngoại tôi mua cho tôi ăn rất là ngon. Tôi thương ngoại tôi lắm cho nên là bánh này tôi nhìn tôi thương. Ủa? Bánh này nó buộc hả? Không, nó thành làm thành dây như thế này. Ok vậy. Wow. Bánh này bánh gì hả? Bánh quy hả? Bánh quy, bánh quy. Ủa cái này là mì gói hả cây? Đúng rồi. Ủa cái này là mì gói nữa bạn. Ê. Ngon ngon. Mì hả? Thằng vui mầm kìa. Ồ, tôi biết cái này là kiểu mì gói bọn mì thì thường giống mì trẻ em. Không biết là các bạn nào có từng ăn mì trẻ em hồi lúc còn đi học nè. Mì đi vậy đúng rồi. Cái này thì nó nhạt hơn xíu thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cái mì này á công nhận là mình ăn rất là vui miệng luôn nha các bạn ơi. Đúng là chán chán không có gì ăn á. Nhưng mà tiện mình ăn vô mình nhớ là cái mì trẻ em màu đỏ đỏ mà hồi nhỏ mình từng ăn á. Đúng rồi. Cho nên nếu mà bây giờ em muốn mua bánh có á
Người ta vẫn bán luôn. Mày biết mà. Mấy cái tiệm bán đồ bánh bánh tuổi thơ á. Ê, Bông ơi, cái bánh này Bông, bánh này mình nghĩ là chỉ có mình với Bông á là thích thôi. Thôi tôi chịu ra. Bông hiểu sao nhưng mà tôi thích cái vị trứng của cái bánh này cực kỳ nha. Đi nữa đi. Thật ra là không chỉ ký của bọn em, chị cũng là được phụ, hay được cụ mua cho nhưng mà ngọt quá chị không ăn. Ủa mẹ ơi, bánh này cho cay cái phần nhiều trứng nhất luôn. Trời ơi, brother. Cái bánh này hồi nhỏ mình đúng thích ăn luôn á. Thực ra bây giờ vẫn vậy. Bạn là bỏ vô lò cái sống á, bạn hắt lên tầm 1 phút thôi thì bạn lấy ra, bên trong trứng nó chảy ra, rồi cắn một phát. Ồ. Đề nghị cay sắm cái lò vi sóng hoặc là lò nướng nha. Ở đây á mình với Phong á thì có hồng quạt không? Đừng. không các bạn đừng làm nha, các bạn đừng làm nha, đừng làm nha các bạn nha. Mình với Phong á thì đang rất là kiểu hứng thú với cái bánh này, còn hồi chị em thì say no. Kiểu môi luôn á. Hồi chị em không thích ăn trứng mấy bạn ạ. Thôi ra nó ngọt quá. Ngọt quá, ăn không nổi. Có ngọt lắm. Bánh này cái gì vậy? Bánh bánh quy. Bánh động vật hả? Ê, bánh này hình như là có sư tử hươu cao cổ rồi đó. À, là cái bánh này trong Pokemon đó mình ăn. Là cái bánh quy mà có hình động vật. Ý em như vậy, em muốn nhìn em gì? Bây giờ mình ăn. Mở ra chạy. Con động vật này rồi. Mở với em đi. Đó, giờ mình ăn cái bánh hình con gì là mình sẽ biến hình con nó nè. Đang ngồi đợi luôn. Em à, đây là người kiểu bánh ngoại hơi nói hình ngoại nên là mình. Ta-da. Được, đâu để coi. Ở đây là con cú nè. Dạ. Đây là con cú nè các bạn. Ê, sao sưu tập thỏ. Đây là thỏ này. Đây là mình nè. Đây là mình nè. Con tê giác. Ê khoan. Con lạc đà. Ê, cái bánh này thú vị nha. Con sóc. Rồi cho em sóc hay thỏ. Đơ luôn rồi. Đây đứa sóc luôn đây. Đồng vật trên sóc luôn. Đồng vật ở trên thôi. Cái này quên con sóc rồi đúng không? Nó mìm lắm. Thôi, trong đây có thỏ với ăn cả hai con cùng lúc luôn. Chỉ còn okay. Gì nữa. Tôi đang tìm con heo các bạn, tôi thích con heo lắm. Con heo đồng cực, không giả hả? Con này con con mèo, Simmy. Ủa, cái gì mà con mèo Simmy? Bây giờ là con mèo Simmy. Ý tôi là con mèo, nè Simmy ơi. Có nghĩa thế này nè, bánh quy, cá muối. Đó nghĩa là cá muối, nghĩa là kêu hiểu không? Là đưa đây. Là đưa đây. Cảm ơn con dâu. Trời ơi, tôi đến cho con mèo nè. Con này con... Ủa, con dôi. Con dôi. Ui, con vịt. À, con có hả? Có con vịt nè. Con vịt nè, mình đeo đồ bộ vàng có con vịt nè. Mình đeo. Em đeo làm gì đúng không? Ừ, nhai đầu ổng đi chị. Tất nhiên là chị sẽ nhai đầu, cái tội không ra video này. Ê, cái bánh này ăn vô thì mình có được thấy linh vật của mình luôn các bạn ơi. Ủa, nhưng mà trong đây chắc là không có cá đâu ha, không có cá mặt đây luôn ha. Đây là đồ hoang dã trên viên càng thôi. Ờ đúng rồi. Hoang dã. Ok, nói chung á là đồ màu vàng tới đây thôi. Rồi chúng ta đến với cái màu cuối cùng, đó chính là màu của tôi. Màu đỏ. Đến với màu cuối cùng đó chính là màu đỏ. Đây là màu mà mình yêu thích nhất, bởi vì nó là màu của mình. Nó thôi. Ừ. Nhưng mà ở cái màu này á, các bạn có thể thấy được á là nó có nhiều đồ hơn đúng không? Tại vì á là không phải là nó bởi vì nó màu của tôi nên tôi cố tình mua nhiều hơn. Đâu, đồ ăn của ác quỷ cũng nhiều lắm. Đồ ăn của ác quỷ. Đúng rồi. Ở đây á là chúng ta sẽ có mì nè, tteokbokki, xúc xích. Rồi, xúc xích thì còn gì mới nói nữa. Hey, tôi nhìn cái đống đồ ăn này tôi cảm giác cục nọng tôi tăng thêm mấy gram. Ủa sô cô la. Ủa sao có sô cô la? Hồi nãy mình đừng ăn sô cô la rồi. Ok đi. Rồi. Nhưng mà có cái nước nè, cái nước này nó có thạch nè, nhìn hấp dẫn nè. Nước dầu ngon á. Rồi, ok. Quý vị ơi. Đời mì đấy, mì đấy. À, dạ. Là không ai hứng thú có thể là mấy con này đúng không? Tteokbokki, tteokbokki. Cái này xin mời. Cay lắm nha. Cay lắm luôn á, cay cực kỳ luôn á. Ở đây á là mình còn có thêm kẹo nữa. Ui, cái bánh này tôi thấy mấy cái gì đó bên Mỹ ra ăn nhiều nè, nhưng mà tôi chưa ăn bao giờ. Ủa sao tôi có nhiều cái tôi chưa ăn bao giờ ta? Không, mình cũng chưa ăn bánh đó luôn á. Cái này tôi ăn rồi, nó cũng hợp vị Việt Nam nè. Tại vì á là Phong á. Phong á bình thường mà Phong thích ăn cái gì là Phong chỉ ăn món đó thôi. Chứ mấy cái món mới Phong ít khi nào Phong ăn lắm. Trời ơi, tôi bình nhiên. Uống cao su hả? Được nha, cái loại này ngon này. Thử thổi cao su coi ai thổi cao su ngon. Các bạn nhỏ thích lắm. Biết hỏi bóng không? Không biết. Không mà nhỏ mình từng hỏi không được. Đây, đây, để chị em mà sao? Đưa đây. Không biết bóng là có ai biết thử bóng không? Đừng quên rồi, vì sao biết nha. Xin miếng thử bóng luôn. Rồi. Dài ngắn miếng hả? Diễn, 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 diễn. Tiểu phẩm nữa. Không biết làm có phải bóng được nè. Wow. Ok. Wow, mình hỏi được luôn, hay thiệt luôn á. Mua, chị biết hỏi không? Nhai nó chưa chín mùi, chưa được.
cái này nhiều thì nó giòn, nó dẻo hơn. Ôi kẹo được nha. Bình thường á mình hay ăn kẹo sinh gơm mà mình nghĩ là mình hay ăn kẹo này được á. Wow, ghê. Ngày xưa có nghịch, có thử, Phong thảo được không? Được. Không nuốt luôn à. Nước màu đỏ. Tum. Lại là dâu, mình thường thích dâu luôn á. À cay nha, mấy bạn biết là cay rồi thích dâu luôn nha. Phong mới đang cố gắng thổi. Muốn cố à? Phong hình nhỉ? Phong. Ghê. Nghề, có nghề hết. Phong những lúc mày khó chịu rồi đó. Phong khó chịu đó. Mình đang ăn mì hả? Mì. Mì đi. Mì không với muối. Không rồi. Mình có xích cho các bạn. Khi mà muốn có muốn mà mở xích khi mà không cần kéo nha. Đây nè. Mình chỉ cần cái này thôi. Không. Ok. Đây. Đến với món mà tôi nghĩ là mọi người đang hóng chờ nhất đó chính là mì. Đây thảo hành ra đi trời ơi trời. Nó mà vô đây là tôi giết ông nha. Đây, đây chính là món mà nãy giờ chúng ta đang bị trộn hả? Hay là bị nước hả? Bị nước. Ê mọi người, từ từ làm cái hồi trường xong mà Phong nhận nguyên miếng đây là mình cùng giết Phong luôn mà. Nó thật luôn á, đóng chờ. Phong ăn hết luôn. Mình bỏ kẹo nè, sô-cô-la, bánh bông lan đủ kiểu vô. Ồ, nhìn bạn chị biết lẩu thạch lẩu thạch cẩm không? Đó. Vậy á. Ngon quá. Ngon à, ngon à. Ôi, ôm nó ngon. Trời đã ơi. Đã không? Đã không? Tán thử chị coi coi chích của xăm mì có hiệu quả gì không? Nó bỏ không? Không. Giật ra mùi giật. Đó. Chích quẹp á. Ngồi cho miếng mì á. Mình làm răng sứ mình cắn xúc xích không được. Mình cắn nó giật cái răng. Ủa vậy à? Ờ đúng. Cũng hơi nguy hiểm đấy. Đúng rồi. Bột kẹo xương gơm đi ăn xong mà bóng bóng luôn. Đó. Được không? Ngon không? Ngon. Em thấy ngon. Ngon. Xin mời anh. Xin mời anh. Xin mời hả? Ghê quá vậy? Sao không? Anh đi xin. Đây. Anh. Đây cho xin mang mảnh này đi. Đây, chị em đây mình bưng tới đi coi, bưng tới. Đó. Như con chúa luôn ha. Con cây lắm rồi. Dạ cơ. Rồi. Cá mui. Ê cẩn thận ngã ngã ngã. Trời ơi xém nó ngã cái là đủ luôn á. Ăn đủ rồi. Rồi mui cái xong luôn. Nhập diện luôn. Sao đó cá mui nó không được xuất hiện trong cái này. Trời ơi. Mui hút một phát hết luôn mui. Nóng lắm. Không nè. Ê bây giờ mà cái đống mì mày để đầu mui á không biết cái nào tóc nào mì luôn ha. Chị biết em chọc chị mà. Em không, nó tôi hợp lý được không? Màu tôi mới giống mì à, có sao mà giống mì chứ màu của chị giống đâu. Khác mà. Không, tại vì em là người yêu Phong. Phong mỹ đúng không? Rồi, yeah. Làm nó mày nè. Làm méo nè. Đây. Wow. Trời ơi. Đó. Mình no luôn đó. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay á là bọn mình đã trải nghiệm được tất cả những đồ ăn liên quan tới 8 màu của Hero Team rồi. Thì các bạn thích đồ ăn của màu nào nhất, của thành viên nào nhất thì các bạn đừng quên bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Và có lẽ video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và subscribe. Và đừng quên ủng hộ, đăng ký cho kênh của mọi người nữa nha. Còn bây giờ đây, bye.